Campuchia sắp khởi công cao tốc đến sát biên giới Việt Nam. Tuyến đường sẽ nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Bavet tỉnh Svay Rieng, giáp cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh và sẽ kết nối với đường cao tốc Mộc Bài thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Tuyến đường cao tốc Phnom Penh Bavet của Campuchia rộng 25,5 m với 4 làn xe, mỗi chiều có 2 làn xe. Dự kiến Thủ tướng Hun Sen sẽ chủ trì lễ khởi công công trình đường cao tốc thứ hai này với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD, tổng chiều dài toàn tuyến 138 km. Tuyến đường nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở các tỉnh biên giới, nhất là hoạt động xuất khẩu và thương mại ở khu vực biên giới hai nước Campuchia, Việt Nam và các nước trong khu vực. Có bạn nào sẽ có ý định đi sang Campuchia chơi thì khi cao tốc này hoàn thành sẽ cực kỳ thuận lợi cho bạn rồi.